xem luôn nội tại. Ơi ô đéo gì phải nồi còn quỹ của anh nữa. Quỹ của anh ơ bố. Chiếc áo mới anh em. Và đây bên cạnh mình đây là một chiếc laptop mới đến từ nhà Legion, có tên là Legion 5 2024. Đừng bình tĩnh, mình biết Legion 5 2024 hôm trước mình vừa làm rồi, có cái chó gì mới đâu. Không, cái này mới. Bởi vì sao? Một, dùng lại khung của năm 2022, và cái thứ hai là cấu hình của năm 2024. Đúng rồi đấy. Với Ryzen 7 8745H, RTX 4060, 16GB RAM và 1TB SSD. Thực sự với cái giá chưa đến 30 đồng, cụ thể là loanh quanh 28 đồng, thì đây là chiếc Legion 5 mà mình nghĩ xứng đáng mua hơn rất nhiều so với cái chiếc Legion 5i mà hôm trước mình vừa review cho anh em. Vậy thì cụ thể nó sẽ là từng cái như này nhé. Một tin cực sốc dành cho tất cả các anh em, đó chính là Normal Computer tiếp tục gia hạn chương trình sinh viên một laptop, tiết kiệm còn có quà. Và đặc biệt là các mẫu mà anh em đang quan tâm dạo gần đây, ví dụ như là Lenovo IdeaPad Slim 5 hay là Lenovo LOQ 3050 với mức giá cực kỳ ưu đãi dành cho tất cả anh em. Và khi mọi người qua Normal Computer mua máy, anh em sẽ được khuyến mãi lên tới 5 triệu đồng và giảm giá tới 70% cho các phụ kiện như là bàn phím, chuột hay là đế tản nhiệt anh em nhé. Và sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 15 tháng 9 cho tới ngày 15 tháng 10 thôi. Nên là anh em hãy nhanh tay, nhanh chân qua Normal Computer để có thể sở hữu những chiếc laptop đồng hành cùng với anh em trong vòng những năm tới. Và bây giờ chúng ta hãy quay trở lại video ngày hôm nay. Đầu tiên nó sẽ là về phần thiết kế đi. Thì cái con Legion 5 2022 này theo như cá nhân mình thấy đang nhìn ở đây. Một, mình không biết là anh em có nhìn được ở trên video ngay lúc này không, nhưng mà đầu tiên này, cái phần nhựa của nó thiết kế nó hơi đùa tông một chút. Tức là phần ốp nhựa ở trên nhá, nó sẽ hơi nhám nhám, hơi xám xám. Còn ở bên dưới thì nó sẽ là một dạng nhựa đen. Có thể gọi là đùa tông thì có hai tông màu mà, đúng không? Thì cái việc đùa tông này thì mỗi người sẽ có một kiểu. Cá nhân mình thấy thì nó không được đẹp cho lắm, nó hơi lạc quẻ một tí. Nhưng cái khung 2022 này nó lợi ở một chỗ đầu tiên này. Đấy, có tận là 6 cổng kết nối ở mặt lưng. 6 cổng kết nối mặt lưng luôn. Nào là cổng sạc, 2 cổng USB-A, được chưa, để cắm chuột bàn phím hoặc là cắm điện thoại nếu anh muốn sạc. Cổng HDMI, cổng USB PD, tức là cổng USB Type-C đấy, và cổng mạng LAN. Nó là một cái số lượng cổng, toàn là những cái cổng to, cổng lớn, và nó toàn là những cái cổng rất chi là quan trọng để anh em có thể setup. Nếu mà như mình đã nói đấy, setup dọc máy lên như này trên góc bàn làm việc, quá tiện, được chưa? Tiện ra màn còn ngàn, và không thể nào gọi là tiện được hơn nữa cả. Thật sự mình rất ưng cái kiểu thiết kế này. 6 cổng vứt hết ra đằng sau, và kể cả mình có setup bàn làm việc hay không thôi, thì mình chỉ cần cắm sạc, cắm 2 cổng USB ra đằng sau là trông máy nó đã gọn. Và khi mà mình chơi game các thứ nó cũng đã gọn rất là nhiều, nó không có những cái cổng USB thừa hai bên. Đấy là một cái điểm cộng rất lớn. Cái thứ hai là cái khung 2022 này chúng ta vẫn sẽ có là cái mặt lưng nhôm ở mặt A, và bản lề mở là 180 độ, mở rất là thoải mái. Ok chưa? Được chưa? Đủ chắc chắn chưa? Đó. Dùng ít, dùng rất ít, mở bản lề một tay, mượt mà, không vấn đề gì cả. Thì thực sự là Legion đáng lý là họ nên giữ cái khung này lại, thay vì là làm cái trò câu fan hyper. Nào là cái trông cái tản nhiệt trông nó vừa hơi hài hài tí với mấy cái chấm linh tinh. Cái thứ hai đấy là tự dưng khiến cho mấy cái cổng kết nối bị đẩy sang hai bên, rất là khó chịu, thật sự là như thế. Và đương nhiên nó vẫn là một cái DNA đến từ nhà Legion, hay đúng hơn là đến từ nhà Lenovo. Đó là cái build máy, tức là cái hoàn thiện của máy nó cực kỳ chắc chắn. Anh em nhìn xem, ấn nó rất ít flex, kể ở phần mặt C, ấn lực rất mạnh, nó flex rất là ít, cái phần A luôn ít flex cực kỳ, nó cứng hơn rất là nhiều so với con Legion 5i mình đã được cầm. Cái con Legion 5i 2024 ấy, thì con này nó làm tốt hơn nhiều, cái khung máy này làm rất là tốt nó. Và cái thiết kế thì để mà bảo là trông nó gaming không, không, thật sự mình chả thấy nó gaming một tí nào cả. Và hoàn toàn đây là chiếc máy mà nếu anh em muốn bảo là phụ huynh mua chẳng hạn, thì cái này mình thấy nó phù hợp hơn rất là nhiều so với việc là mua những con 2024 đó. Thì cái con này, thì con Legion 5i này, à thì con Legion 5 2024 này bản AMD nhá, có một cái thiết kế nó nền tính hơn, nó nhã hơn, nó thanh lịch hơn chút. Và đương nhiên là một cái thiết kế thanh lịch này sẽ vừa mắt với tất cả mọi người hơn. Ngoài ra thì cái phần bàn phím với trackpad thì thật sự là nó không có nhiều sự thay đổi qua nhiều năm. Đây, khung 2022 đây, kể lên 2023, 2024 hay thậm chí là những cái con mà dùng chung dạng kiểu là lớ quý chẳng hạn vậy, nó không có nhiều sự khác biệt, vẫn là một cái bàn phím tương đối sâu. Travelish ở đâu ấy khoảng tầm 1.5mm này. Rồi là cái trackpad thì nhựa, trackpad nhựa, nó phủ nhám mờ lên một chút, cũng như là cái
khoảng cách cũng như là cái keycap nó làm rất là to, thoải mái, thoáng để anh em có thể gõ một cách cực kỳ dễ dàng và thoải mái. Mất chỉ đâu đấy khoảng tầm 5 phút là có thể làm quen được rồi. Tuy nhiên là nó sẽ không có cái gọi là letter B. Thật sự là nó hơi thiếu sót đối với cá nhân mình là thế. Bởi vì Legion 5 rồi mà không có cái một tí tí letter B tăng FPS thì why not, đúng không? Nó hơi thiếu. Đó. Rồi xong xuôi với phần ngoại hình tổng thể rồi đúng không? Thì chúng ta bây giờ sẽ đến với cái màn hình được trang bị trên con Legion 5 2024 với phiên bản AMD đang có ở đây. Thì do dùng chung khung với 2022, chúng ta chỉ có một cái màn hình, đó là 16:9 mà thôi. Cùng với đó là độ phân giải Full HD, tần số quét là 144Hz. Nó thực sự không phải là một cái màn hình về mặt gọi là giải trí hay là viết web các thứ. Nó thực sự sướng, đúng rồi, nó không có sướng quá đâu. Bởi vì 16:10 hiện tại đang là một cái tiêu chuẩn mới. Kể cả Legion đời mới nó cũng có. Hay là LOQ không có. Nhưng mà con này 16:9 thì nó sẽ chỉ đảm bảo để cho anh em là chơi game đúng tỷ lệ khung hình mà anh em quen mắt này, cũng như là xem phim cũng là 16:9 hay xem các nội dung trên YouTube chẳng hạn vậy. Nó sẽ có phần nào đấy là nó ít cái thanh đen nếu mà xem video trên bọn mình luôn, là bọn mình đang edit video là 18:9. Còn về thông số màu thì anh em có thể xem trên màn hình ở đây, với độ phủ màu lên tới là khoảng tầm 98% sRGB, cộng với đó là 74% Adobe RGB. Nó cái khoảng đấy nhá. Cũng như là độ sáng loanh quanh nó khoảng tầm hơn 300 nit độ sáng. Thì nó là một cái màn hình theo như cá nhân mình thấy là chấp nhận được. Thực sự, bởi vì cái chấp nhận được nó dừng lại ở chỗ là Delta E con này nó hơi cao một tí. Đúng rồi, nó vẫn hơi cao một chút. Thì rõ ràng cái việc Delta E cao nó sẽ khiến cho anh em edit video không thể nào làm kiểu gọi là chuyên nghiệp quá được. Vẫn thể làm bán chuyên, làm kiểu vui chơi hay làm ra một vài đồng tiền theo dạng edit video gaming. Bởi vì vẫn có đủ 100% sRGB khoảng đấy. Thì nó sẽ đáp ứng tốt để anh em có thể được edit video một cách thoải mái, cũng như là xem video, xem phim một cách sặc sỡ, sướng mắt hơn so với cái việc là anh em có một cái màn hình được có 65% sRGB. Cái này là cá nhân mình thấy là ổn rồi, không thiết phải đòi hỏi quá nhiều, thật sự là như thế. Xong xuôi với phần màn hình, thiết kế camera thì mình thường mình không nói cho anh em mấy, cũng như là về phần loa thì cái này thôi xin phép bỏ qua. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung về phần cấu hình được trang bị bên trong chiếc Legion 5 2024 phiên bản AMD mình đang có ở đây. Đó là Ryzen 7 8745H, RTX 4060 125W này, 16GB và 512 SSD. Hôm trước thì mình vừa chê là hơn 30 đồng thì mới được có 16 52, mà ít nhất bây giờ đào xuống đâu đang khoảng 5 đồng thì chúng ta vẫn có một cái dung lượng như thế. Ít nhất là nó đã phần nào đấy hợp lý hơn với con Legion 5 này. Vậy thì cái con này nó có chơi được game ngon không? Có luôn, khỏi phải bàn. Valorant thì nó đã chơi được một cách hoàn toàn thoải mái trên con Ryzen 7 này rồi. Cho dù đây là con Ryzen 7 mới lần đầu tiên mình chạm, nhưng mà cái con này là con cắt APU, thành ra là iGPU vẫn còn, tức là các đồ họa tích hợp vẫn còn này, cũng như là nó cũng chả cắt đi xung nhịp gì là mấy. Thành ra chơi Valorant trên con máy này vẫn hoàn toàn thể đáp ứng cho anh em, đó là 160-170 FPS bởi 1% lâu. Còn FPS trung bình nó sẽ rơi đâu đấy khoảng tầm 208-209, hoàn toàn thể tryhard một cách thoải mái. Nhưng mà đấy là câu chuyện lên Ascendant, còn nếu mà lên cao hơn thì đương nhiên là không phải con máy này. Tiếp đến là những cái tựa game như kiểu CS2, dạo này nó đã tối ưu tốt hơn rồi thì 200 FPS là chuyện bình thường như cơm bữa. Cũng như là 1% lâu nó sẽ rơi đâu đấy khoảng tầm là 100 FPS, đúng rồi đấy, khoảng tầm 100 FPS. Thì để mà chơi các tựa game eSports ở thời điểm hiện tại trên con máy này hoàn toàn ổn không? Ổn, chuyện bình thường. Liên minh thì thừa FPS ra, mình toàn là phải lốc lại khoảng tầm 240 để chơi cho nó nhẹ nhàng, cho nên nó mát máy, cho nó ổn định. Đó. Còn nếu mà để chơi những tựa game AAA trên con máy này, nó có được hay không? Xin trả lời luôn, được. Bật công nghệ lên nhá, RTX 2 Full HD Cyberpunk là 50 FPS. Nhưng mà theo Afterburner thì nó báo là bao nhiêu ta? 90. Cái này thì mình không rõ, nó chắc là game nó báo đúng hơn. Đấy, anh em có thể xem sắp tới sẽ có một video test game đúng tình trạng mình đã nói đấy luôn. Rồi là các tựa game khác như kiểu Far Cry 6 hoàn toàn thể chơi được 70 FPS ở max setting này. Rồi là các tựa game AAA khác, giả dụ như kiểu Black Myth Wukong chẳng hạn vậy. Đó, nó cũng thể chơi được một cách hoàn toàn bình thường. Nhưng mà đương nhiên ở đấy mình có mật công nghệ lên rồi. Đó, thì anh em hiểu vấn đề về cái con máy rồi nhé. Đương nhiên là muốn chơi game AAA vẫn phải cần phải bật công nghệ lên, nhất với những cái tựa game cực kỳ nặng đô như kiểu Cyberpunk, hay là cụ thể hơn là Black Myth Wukong, ok chưa? Nhưng cái khiến mình ấn tượng là bảo tại sao con máy này nó lại ngon, đó là gì ạ? Nó mát. Nó mát kinh khủng khiếp. Nếu như anh em hôm trước có xem cái con LOQ Ryzen 7 đời 7 với cả 4050, mình đã khen nó mát rồi, thì con này mát tương tự. Đúng rồi đấy, cấu hình mạnh hơn mà nó mát tương tự, ok chưa?
GPU ăn đâu đấy khoảng tầm 65 độ mà thôi, đúng hơn là đạt đến khoảng tầm 65 độ. Cái thứ hai là CPU cũng chỉ là giỏi lắm là 70-75 độ là quá ok. Thực sự máy nó mát ra man và mình có đo nhiệt độ đây thì nó cũng chỉ loanh quanh đâu đấy khoảng tầm 42 độ là kịch khi mà chơi Black Myth Wukong thôi, đấy là benchmark nhá. Còn chơi với tác tựa game khác nó chỉ 40 độ là một nhiệt độ cực kỳ mát khi mà nó hấp lên trên này. Còn nhiệt độ bên trong máy mát kinh khủng khiếp. Để cho anh em làm rõ cái câu chuyện gọi là máy thế nào gọi là mát thì đương nhiên là cứ 75 độ quay đầu cho cả CPU và GPU thì đương nhiên đấy là một cái máy mát, ok chưa? Và con máy này nó làm được điều đấy. Mát dã man và mình không có một tí gì phản nàn cả. Ở tại ơi. Ô, đéo gì. Phải nồi. Con quý của anh nữa. Quý của anh. Ơ bố. Đút túi cái. Rồi tiện đây thì mình sẽ show luôn bộ lòng cốt của em Legion này cho anh em xem luôn. Thì với con Legion 5 này thì với khoảng tầm 3 triệu, à không, với 28 triệu thì anh em sẽ có hệ thống máy khá là buồn cười một tí. Đó chính là chúng ta sẽ có một viên pin 60Wh. Đương nhiên là viên pin này sẽ có những cái option nâng cấp khả năng là như vậy. Đó, 60Wh ở đây. Hai thanh RAM, tổng là 16GB. Có thể nâng cấp lên dual channel này. Hai khe SSD 280, một khe đây đang chờ này. Một khe được lắp sẵn, một khe là 240 thì phải. Và có sẵn miếng tản nhiệt thừa hẳn ra ngoài. Đấy. Các wifi thì đến từ bên bên nào đây? Trông có vẻ không phải của Intel rồi. Đó, thì cái này nó sẽ là một cái mà anh em có thể nâng cấp về sau nếu như anh em cảm thấy là cái các wifi nó không ổn định. Và cái hệ thống tản nhiệt, uầy, to dã man, anh em nhìn ống đồng này. Nhìn đi. Nhìn này. Nó thực sự là một hệ thống tản nhiệt rất ngon và chắc chắn là máy nó sẽ rất rất mát mà thôi. Và đương nhiên là máy nó mát, loanh quanh có 70 75 độ khi mà chơi các tựa game rất là nặng, rất là căng thẳng. Mình có mượn anh khách này, mình có test. Thì ra là đéo anh khách nào đâu, máy bọn mình đấy. Ờ, từ nãy giờ ngồi khen nó hơi nhiều. Vậy thì có cái gì mình phải chê nó đây? Có đấy, thực sự vẫn có một cái mình muốn chê trên con Legion 5 2024 này. Đó chính là cái Legion Zone. Đúng rồi, rõ đây là một cái phiên bản nó được đến từ cái thị trường anh em Pháp Sư Trung Hoa đến trước. Anh em Pháp Sư Trung Hoa làm xong trước, chưa launch quốc tế. Thành ra cái app anh em được nhận về không phải là Lenovo Vantage mà nó là Legion Zone. Cái app này nó có cái gì hay? Chả có cái mẹ gì hay, mình nói thật. Chả có cái gì. Chúng ta sẽ có một cái hệ điều hành, đúng hơn là một cái giao diện của cái app. Nó màu mè hơn, nó hoa lá hẹ hơn. Trông thì có vẻ đẹp hơn và trông nó gaming hơn. Nhưng cá nhân mình thấy là cái màu nó hơi xám xám đen đen này, trông nó hơi nhờ nhờ bẩn bẩn, trông nó màu hơi công nhân một tí. Trông nó không được sang cho lắm. Là một. Cái thứ hai, app này chỉ hỗ trợ tiếng Trung. Nó chỉ có tiếng Trung thôi. Và anh em muốn dùng, anh em phải dùng điện thoại giống như mình này. Mình bật cái Google dịch lên, dịch trực tiếp, mình phải dí từng chữ vào một. À, tính năng này. Nó sẽ làm anh em hơi rối trong thời gian đầu sử dụng. Và cái thứ ba là con app này nó cắn nhiều RAM dã man. So với Lenovo Antet nó ăn chỉ 40 đến 50 MB RAM là kịch, thì con này ăn được 200 MB. Nó giống như kiểu là Lenovo cố tình phải tạo ra một cái điểm trừ để cho người ta phải chê laptop người ta ấy. Ờ, laptop chúng tôi làm ngon quá rồi, bây giờ chúng tôi muốn các bạn phải chê laptop tôi đi. Thì đây, đẻ ra một cái app tinh chỉnh những cái thông số cấu hình phần cứng bên trong máy, vừa rối rắm vừa lòng hoằng lại còn toàn tiếng Trung, cái nữa lại còn ăn thêm RAM để làm cái gì. Đúng là cái app chỉnh thì chúng ta chỉ vào một vài lần thôi, nhưng mà với những cái tác vụ giả dụ như kiểu widget mấy anh em hay bật này, thì đương nhiên cắn lên RAM như thế, cắn đi một tí 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 RAM như thế rồi nó cũng ảnh hưởng đến nhiều tác vụ. Giả dụ như cá nhân mình là mình hay ngồi bật nhiều tab Chrome, cũng như là ngồi thi thoảng ngồi stream chẳng hạn, thì rõ ràng 200 hay thậm chí có khi lên được 300 MB RAM nó cũng là cả một vấn đề. Và đó là một bài đánh giá đầy đủ của mình về con Legion 5 2024 phiên bản AMD. Cá nhân mình thấy nó vẫn rất đáng mua, ngoại trừ cái Legion Zone ra thì nó cực kỳ đáng mua vì máy nó chơi game ngon, nó mạnh, nó mát, nó chả có một vấn đề gì cả. Thật sự là như thế, cổng kia các thứ thì nó cũng được đẩy hết ra đằng sau, nó tiện lợi hơn và hệ thống tản nhiệt của máy nó làm vẫn rất chi là tốt. Nó vẫn rất là mát, nó cũng rất là ngon và đương nhiên không có chip HX thì máy nó cũng không bao giờ bị nóng cả. Đương nhiên là AMD dạo này làm khá là ngon, chỉ là cái driver nó thi thoảng nó hơi lỏ một tí thôi. Còn anh em thấy sao về chiếc Legion 5 2024 này? Em hãy comment cho mình ở phía bên dưới. Cũng như nếu thấy có vấn đề gì với chiếc laptop này hay trong bài review này của mình, hãy comment cho mình ở phía bên dưới luôn ha. Còn để gọi là tăng thêm động lực một chút, đừng quên like và subscribe bởi vì nó hoàn toàn miễn phí, cũng như là động lực cho chúng mình làm được nhiều video hay hò thú vị hơn. Còn bây giờ chúng mình xin phép. Peace out nhá.